Hello, chào các bạn. Hôm nay tiếp tục đến cái clip của ông Hiệu Vlog đây. Mong các bạn xem video nhớ like, subscribe cho ông Hiệu. Thử một cái cây chuối xem thế nào các bạn. Cây chuối. Mình sẽ đi đây. Cho các bạn xem luôn các bạn. Đây. Chuối đây. Bây giờ mình sẽ cắt một cây nhỏ xíu đây các bạn. Ok, bạn thành công rồi các bạn ơi. Và bây giờ sẽ tiếp tục thôi các bạn. Các bạn xem video nhớ like, subscribe cho mình nhá, để mình có động lực làm những clip tiếp theo cho mọi người cùng xem. Các bạn hãy nhớ like cho mình nhá. Thơm quái các bạn. Thơm. Thơm lắm các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục các bạn. Vâng, ok. Và bây giờ mình sẽ cái công đoạn bắt đầu bóc các bạn. Mình sẽ bóc bóc cái này để ăn cái non các bạn. Đấy. Tấm muối ớt nha các bạn nhé. Giờ tí cho nó. Ok. Bắt đầu thử thách xem ăn như thế nào các bạn. Các bạn xem video like và đăng ký kênh ủng hộ ông Hiệu Vlog với nhá, để ông Hiệu Vlog có động lực làm clip tiếp theo cho các bạn nhá. Các bạn nhớ subscribe nhá, subscribe đăng ký kênh nhá, đăng ký kênh ông Hiệu Vlog với nhá, ông Hiệu Vlog có động lực làm clip tiếp theo. Đây. Đây. Đó là hầm của các bạn. Ok, bây giờ nó thành công. Ok. Ngon vãi các bạn. Địch siêu cay này các bạn. Bây giờ là sẽ thử siêu cay luôn các bạn. Ui giời ơi. Ngon các bạn. Mong các bạn xem nhớ cho mình một like không. Cũng khá là ok các bạn. Rất là ngon đó các bạn. Các bạn nhớ cho mình đăng ký nha, để mình còn tiếp tục làm những clip cho các bạn cùng xem. Giải trí các bạn. Khá là ngon, ok các bạn. Cay quá. Là đồ ăn cây chuối khá
khá là ok. Các bạn xem video nhớ like, subscribe cho ông Hiệu Vlog với nhá. Cho ông Hiệu Vlog dừng clip đây. Mong các bạn cho mình một subscribe nhá, để mình có động lực làm những clip tiếp theo. Cày vãi các bạn. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhá. Bye bye.